Các em thân mến, trong nội dung bài học ngày hôm nay, cô sẽ giới thiệu với các em về đại từ nhân xưng và động từ to be trong tiếng Anh. Chúng ta cùng nhau bước vào nội dung đầu tiên, đại từ nhân xưng. Đại từ nhân xưng là gì? Chúng ta cùng nhau quan sát cái định nghĩa. Là từ dùng để chỉ người này, chỉ vật, nhóm người hoặc nhóm vật cụ thể các em ạ. Và đại từ nhân xưng thì chúng ta dùng trong gì nhỉ? Giao tiếp. Đấy, trong tiếng Anh chúng ta có 7 đại từ nhân xưng tất cả các em ạ, 7 đại từ nhân xưng và nó được chia theo ngôi. Đấy. Nó được chia theo ngôi thứ nhất này, thứ hai và thứ ba. Trong đó, ngôi thứ nhất sẽ dùng để thuộc về, nói về người nói. Ngôi thứ hai thuộc về người nghe. Ngôi thứ ba thuộc về vật này, người này, hoặc là gì đấy, nhóm người con vật được nhắc tới. Đấy thì ngoài cái việc là chia theo ngôi ra, họ còn chia theo số nhiều và số ít. Đó, ngôi ai, chúng ta có thể dịch là tôi, tớ, được xếp là ngôi thứ nhất nhưng mà là số ít bởi vì chỉ có một mình tôi mà tôi tớ. Cùng với đó thì chúng ta có đại từ we với nghĩa là chúng tôi. Đấy, và được coi là ngôi thứ nhất nhưng mà lại là số nhiều bởi vì chúng tôi là gì nhỉ? Từ hai người trở lên rồi mà. Đấy. Trong đó chúng ta có thêm you, tôi nói chuyện với bạn thì bạn là ngôi thứ hai nhưng mà chỉ có một người bạn nên sẽ được coi là số ít. You chúng ta có thể dịch là bạn, là cậu. Đấy, cùng với you chúng ta cũng có một cái đại từ you tương tự nhưng mà lúc này nó có nghĩa là gì đấy? Các bạn và các cậu. Và lúc này sẽ được coi là gì? Ngôi thứ hai nhưng mà sẽ là số nhiều bởi vì từ hai người trở lên chúng ta coi là số nhiều rồi. Rồi, cuối cùng chúng ta có ba cặp he này, she này, it được coi là gì nhỉ? Ngôi thứ ba số ít bởi vì đây là đối tượng chúng ta được nhắc tới. He chúng ta sẽ được dịch là anh ấy này, ông ấy, she là cô ấy, bà ấy. Và he sẽ được coi là gì? He là anh ấy thì nên là he sẽ là gì nhỉ? Từ mà để chỉ người nhưng mà gì? Giới tính nam. Còn she sẽ là gì nhỉ? Từ chỉ người, giới tính nữ. Cuối cùng là it dùng để thay thế cho vật này hay là con vật với nghĩa là nó các em ạ. Ngoài he, she, it ra, chúng ta sẽ có ngôi they. They được hiểu là đối tượng được nhắc tới. Đấy, thế thì nó có thể là gì nhỉ? Họ này, bọn nó hoặc bọn chúng. Mà bởi vì they là gì? Họ là chúng ta ám chỉ từ 2 cho đến 3 người trở lên. Chính vì vậy được coi là gì? Ngôi thứ 3 nhưng mà lại là số nhiều. À, vậy đại từ nhân xưng thì nó có cái chức năng và vị trí như nào trong câu chúng mình cùng nhau tìm hiểu. Chúng ta có vị trí và chức năng. Cái đại từ nhân xưng này nhá, nó sẽ là từ dùng để thay thế, các em ạ, dùng để thay thế cho danh từ hoặc là cụm danh từ và nó thường đứng đầu câu để làm chủ ngữ các em ạ. Các em quan sát ví dụ ở đây cô có câu sau. Cô rất thích ca sĩ Britney Spears. Đấy, cô sẽ đặt câu như sau này. Britney Spears is a singer. Sau đó cô chấm này, dừng lại. She is sexy. À, các em thấy ở đây là câu thứ hai cô đã dùng đại từ nhân xưng là gì đấy? She, bởi vì cô không muốn nhắc tới cái danh từ phía trước là Britney Spears. Mặc dù là Britney Spears và she chúng ta thấy là gì nhỉ? Là một. Đấy, và chúng ta có she đứng đầu câu làm chủ ngữ. Đấy, thì đấy chính là cái tác dụng và chức năng của cái đại từ nhân xưng như vậy. Rồi chúng ta quan sát cái ví dụ thứ hai giúp cô nhá. Nào, cô có câu sau. I have three cats. Chấm. They are black and white. Nào, tôi có ba con mèo. Gì đó. Chấm. Màu đen và màu trắng. Nào, thế thì cái từ they ở đây là cái từ mà cô dùng để thay thế cho cái cụm từ gì nhỉ? Three cats. Đây. Đây là bọn chúng. Tôi có ba con mèo, bọn chúng màu đen và màu trắng. Đấy, thế thì chúng ta đã hiểu rõ hơn về cái phần đại từ nhân xưng rồi. Nào, bây giờ chúng ta cùng nhau chuyển sang cái nội dung thứ hai, đó là học về động từ to be các em ạ. Nào, động từ to be. Động từ to be là động từ tình thái nhá. Đấy, nó là một cái loại động từ nó rất quan trọng. Trong tiếng Anh các em ạ, nó xuất hiện đến 90% khi mà các em viết này, thậm chí em đọc, em nói thì chúng ta cần phải học về động từ to be này. Động từ to be chúng ta sẽ thường được dịch là gì đấy? Thì này, là này, ở. Và khi chúng mình học đến đại từ nhân xưng thì chúng mình học đến động từ to be tương ứng. Nào, chúng ta có thứ nhất, chúng ta có một cột ở đây là đại từ này. Ở đây là cô có một cột là dạng đầy đủ của động từ to be các em ạ. Còn bên này là dạng rút gọn của động từ to be. Đó, ở đây chúng ta có đại từ I thì sẽ dùng động từ to be tương ứng là em. You sẽ dùng là are. We sẽ dùng là are. They sẽ dùng là are. Và chúng ta để ý này, he, she, it sẽ dùng là gì đấy? Là is. Tương tự em sẽ được viết tắt là phải m ở đây. Are sẽ được viết tắt là phải re ở đây. Và we, they cũng tương tự. He sẽ được viết tắt là phẩy S. She cũng là phẩy S. Và it cũng sẽ là phẩy S như thế. Đấy. Thế thì bây giờ chúng mình cùng nhau tìm hiểu cái cách dùng của cái động từ to be này như thế nào.
À, thế thì chúng ta học động từ to be, thế thì chúng ta sẽ nhớ là gì nhỉ? Nó sẽ dùng để đặt câu các em ạ. À, thế thì chúng ta từ nay về sau chúng ta sẽ được học các cái dạng thức động từ to be là với thể khẳng định này, thể phủ định này và câu hỏi. Chúng ta sẽ học cái công thức động từ to be ở thể khẳng định đầu tiên. Các em quan sát giúp cô nhá. Công thức của động từ to be ở thể khẳng định nào? Chúng ta sẽ có ngôi ai, như chúng ta vừa cô vừa mới nhắc là gì, sẽ đi với động từ to be là em, sau đó các em sẽ cộng với thành phần còn lại mà các em muốn đặt câu. Tiếp theo ngôi he she it, chúng ta sẽ đi với động từ to be là is và gì, you with they, chúng ta sẽ đi với động từ to be là are như này. Đấy, công thức nó dễ thôi. Nào bây giờ chúng mình cùng nhau tìm hiểu một số cái ví dụ sau và chúng ta sẽ rõ hơn. Cô có ví dụ đầu tiên nào, hãy thử tưởng tượng nào, đây là cô Ngọc Trinh đúng không? Cô ấy muốn giới thiệu về bản thân cô ấy, tôi là Ngọc Trinh. Chúng mình sẽ áp dụng đúng công thức như thế. Tôi, chúng mình sẽ sử dụng đại từ là gì? I. Và I sẽ đi với động từ to be là gì? Em. Và chúng ta giới thiệu tên của mình thôi. Vậy là I am Ngọc Trinh, đúng không? Chúng ta cùng nhau chuyển sang ví dụ thứ hai. Nào, cô muốn giới thiệu. Nào, ông ấy là gì nhỉ? Là Donald Trump, một nhà tỷ phú kiêm tổng thống, đúng không? Nước Mỹ hiện nay, đúng không? Nào, bây giờ cô muốn nói là gì? Ông ấy là Donald Trump. Thế thì cô sẽ nói là gì? Ông ấy, cô sẽ dùng đại từ he, sau đó he sẽ dùng to be là is và Donald Trump là tên của ông ấy thôi. Ông này có một cái tên tiếng Việt rất là hay là gì đấy? Đỗ Nam Trung đúng không? Nào thế thì câu ấy mình sẽ nói là gì? He is Donald Trump. Rồi, chúng ta chuyển sang cái ví dụ cuối cùng nhá. À, chúng ta để ý ở đây là gì nhỉ? Cô muốn nhìn thấy đây, một bức ảnh có rất là nhiều người Nhật đúng không? Đây là trang phục truyền thống kimono. Nào bây giờ cô muốn nói, muốn giới thiệu bọn họ là người Nhật, hoặc là bọn họ có quốc tịch Nhật Bản. Thế thì chúng mình học công thức là gì rồi? Quốc tịch Nhật Bản chúng ta dùng từ gì nhỉ? Japanese, đúng không? Nào, thế thì bọn họ chúng mình dùng đại từ they và chúng ta dùng to be tương ứng là are. Vậy thì câu này sẽ được viết như sau: They are Japanese. Đó, em thấy động từ to be cũng khá là dễ dùng đúng không? Rồi, nội dung bài học của chúng ta đến đây là kết thúc. Các em nhớ truy cập vào trang web tiengAnh.com để chúng ta luyện tập thêm nội dung bài học ngày hôm nay. Hẹn gặp lại các em trong bài giảng tiếp theo. Chào các em.